Bài 5.11 cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.6, trong đó điện trở R1 bằng 6 ôm, dòng điện mạch chính có cường độ I bằng 1,2 ampe và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 bằng 0,4 ampe. Câu A tính R2. Câu B tính lưu điện thế U đặt vào hai đầu động mạch. Câu C, nếu mắc một điện trở R3 và mạch điện trên song song với R1 và R2 thì dòng điện trong mạch chính có cường độ là 1,5 ampe, tính R3 và điện trở tương đương R tương đương của đoạn mạch này khi đó, thì bài này được tóm tắt như sau. Sau đây là cái bài này được hướng dẫn giải như sau. Đối với câu A, đầu tiên ta tính được I1 bằng I trừ I2 bằng 0,8 ampe. Mặt khác ta tính được U1 thì bằng I1 nhân R1 bằng 4,8 V. Sau đó ta tính được hiệu điện thế của U bằng U1 bằng U2 bằng 4,8 V do mạch điện R1 và mắc song song với R2. Và từ đó ta tính được R2 bằng U2 chia I2 bằng 12 ohm. Còn câu B thì ta tính được theo công thức là 1 chia R12 thì bằng 1 chia R1 cộng 1 chia R2. Từ đó suy được R12 thì bằng 4 ohm. Đối với câu C, đầu tiên ta tính điện trở tương đương của đoạn mạch U, R bằng U chia I bằng 3,2 ohm. Từ đó ta có công thức 1 chia R tương đương bằng 1 chia R3 cộng 1 chia R12. Sau đó ta suy được 1 chia R13 bằng 1 chia R tương đương trừ 1 chia R12. Từ đó ta suy được R3 thì bằng 16.